Nhiều khi buồn thì để trong đầu nhưng mà không nói ra. Giờ mày cứ ra đường hay là mày úp vô tường mày giọng vô một cái là nó bằng thôi, khỏi tốn tiền. Hoặc là bởi vì mình có một cái ngoại hình không có bình thường, giống như mọi người không có đẹp như mọi người thì người ta sẽ không tin những gì mình nói. Cũng biết con nó buồn, nó cũng ấy, nó cũng mặc cảm, nó buồn. Nhưng mà hồi đó thì cũng có khả năng. Bây giờ cô có bao nhiêu khả năng, không có thì cô cũng đi vay cho mượn để làm cho con. Hiện tại giờ cục chính ba nó mất rồi. Đây em cũng gửi lời đến ban tổ chức của Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới, cảm ơn bác sĩ Dung đã giúp em có được một cái tên như là Nhan Sắc Mới, một khởi đầu mới, khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn. Cảm ơn các anh chị bên bệnh viện đã giúp đỡ hỗ trợ em rất như là nhiều trong quá trình em phẫu thuật và sau khi em đã hoàn thành phẫu thuật. Em cũng còn mong là chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới sẽ kéo dài dài hơn nữa để cho những trường hợp như tụi em được thực hiện ước mơ tự tin hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đã là khiếm khuyết trên một cơ thể thì không bao giờ là mình coi như không có, thì nó sẽ làm rào cản rất lớn cho cuộc sống hàng ngày trong cũng như trong tương lai của con người như tụi em.